Mình tên là Đoàn Hà Như Thủy và vừa mới đòi được visa phỏng vấn để đi du học tại trường Louisiana State University. Thì mình vừa mới phỏng vấn sáng nay xong, và cái cảm giác khi mà được nhận là đã đậu visa rồi á, nó giống như là mình được vui và hạnh phúc kinh khủng. Trong khi mà mình thấy nhiều người khi mà mình cầm giấy trắng đi ra, khi mình được một tỷ giấy xanh đó, mình cảm thấy rất là hạnh phúc và mình rất là mong chờ cái điều này từ lâu lắm rồi. Mình cũng đã bỏ cái dự định đi du học này khá là lâu, nhưng mà thứ nhất là không có biết làm hồ sơ như thế nào, rồi không có biết là cái cách để mà mình có thể chọn cái trường. Thì cũng may mắn là khi mà mình tìm thông tin trên mạng thì mình đã được biết đến là công ty Tân Đại Dương, và khi mà mình tới đây thì mình đã được chị Diễm Thúy hướng dẫn cho mình. Thì nói chung là cái thời gian qua thì nó cũng khá là khó khăn cho mình, tại vì mình vừa đi làm và mình phải vừa phải chuẩn bị hồ sơ cũng như là mình phải học phỏng vấn. Nhưng mà được cái là công ty cũng như là chị Thúy đã luôn là cũng dành thời gian cũng như là hướng dẫn cho mình rất là chi tiết tận tình, để mà mình có thể là có cái cách thức cũng như là có một cái phương pháp để mà mình có thể là giải quyết cũng như là học được những cái câu phỏng vấn nó tốt hơn. Thì hiện tại thì nếu mà lời khuyên thì mình hiện tại thì do là đi phỏng vấn thì chủ yếu là nó không có một cái barrier hay có một cái thang điểm để đánh giá cho các bạn hết, cho nên là cái chủ yếu các bạn cần có là một cái phong thái rất là tự tin khi mà các bạn đi vào gặp cái người phỏng vấn của mình. Và tất nhiên là những câu hỏi của các bạn thì các bạn cũng nên chuẩn bị thật là kỹ càng để mà có thể là đủ tự tin để mà trả lời với lại người phỏng vấn của mình.